vị thăm măng à cô ta dân tô cha tu san đen bấm sa ba ca quân tấn a gia tùng huy phá quê tăng thô gia tăng á vô tha gia ba đi na vì gia na dâm ta tu ga tu bành cha quá gia đây vô nay dễ a năng ba dễ si thầm ma tu ta tu ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma đề sa năng ma ga na cha si đề đề si sa ta năng a ta đi tha khâm tê na sa thu a yo ban tê đề se tu tham ma đề sang sa ya bi ya ba đề sa yang Anukhamba bi kata quê chúng sanh tất cả bốn loài như vàng trong nước vinh quang lúng trời trời ló mọc đắng nhờ ánh sáng trổ lành trải tán bụi hương pháp màu ánh sáng vi trường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản vẫn nhắn lời những chẳng dĩ ơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn long giá ngày giờ chăng sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp tự đó là nhóm kiều trần như đường nem hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giang vạn toàn một cái không một những điều lợi ích hành hạ lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập và đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê tổ đừng trí trí vẹn toàn dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân khai giá con kính định lễ sư Tuệ Nhãn và con kính thỉnh hỷ thuyết giảng bài học 167 ngày hôm nay để cho chúng con được học con kính nhận biết lại cho đại đức ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khá Kha Dạ. Và lần này con xin nghiêm tịnh thân cầu ý để đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo và chia sẻ câu pháp cú số 167. Arahang Sammasambuddho Phagava Buddhang Phagavantang Afiwadimi Swakkhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghaṃ Namassāmi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, minh và phiền não. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với phước báo thanh cao để đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Phước báo thanh cao này kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, kính chia phước lành này đến tất cả cũng quyền thất tổ ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đã quá vãng, chư dạ xoa long vương càng thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân arula
và kính chia phước báo này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm hiểu ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, không biết Zoom sao ít có người nghe, chắc tại con thuyết pháp không biết sao hả? Nếu mà con mà nếu mà mình con thuyết mà nó không được tốt đẹp thì thôi con xin nghỉ ha, để cho Zoom đông. Thấy Zoom ít quá, chắc thuyết pháp thì không biết người ta quen nghe, các vị lên mình cũng khó ha. Thôi con xin vào cái xin vào trích kỹ từ vựng cái bài pháp ngày hôm nay. Dạ, hôm nay thì chúng ta học cái chương 13 phẩm Lô Cá Bát Cá phẩm thế gian, câu kệ số 167. Đó là câu kệ số 167 này là Hít năng thăm măng Na uê xây giác Má ba đê nát Na xăm Phá uê Na xăm quá xê Mít cha đít thinh Na xê uê giác Na xí gia nô cá Quách thả nô. Nghĩa Việt là ngài dịch là không nên hành theo pháp thấp hèn, không nên sống buông lung, không nên hành theo tà kiến, không nên là người có sự khuếch trương về việc đời. Đó là bản dịch của văn xuôi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ cái nghĩa từ vựng, cái câu đầu tiên là Hi năng thăm măng Ná xê quê giá. Cái từ hi năng á, là hi ná đó, cái căn của nó là căn ha, và nó thuộc về tính từ nam tánh để nó bổ túc cho danh từ. Ở đây thì nó chia theo đối cách, và cái nghĩa của nó là thấp hèn, hạ liệt, nhỏ nhoi. Quá khứ phân từ là đã được vứt bỏ, đã được vứt bỏ. Cái từ thăm măng thì chúng ta biết là thăm má ở đây, cái câu này cái nghĩa là pháp, danh từ nam tánh và chia theo đối cách pháp. Pháp là gì thưa quý vị? Pháp là những cái tính chất riêng biệt. Ví dụ cái thấy nó có tính chất riêng biệt, cái nghe nó có tính chất riêng biệt, âm thanh nó có tính chất riêng biệt, màu sắc có tính chất riêng biệt, thọ có tính chất riêng biệt, tham có tính chất riêng biệt, si có tính chất riêng biệt, tà kiến nó có tính chất riêng biệt. Thì cái tính chất pháp có câu chuyện là như vậy. Và cái từ xê quê giá là cái căn của nó là căn xê quắc. Ở đây nó là động từ, là chỉ cho cái việc lên thực hành và lên phục vụ, lên thực hành, nên phục vụ. Và tiếp theo nữa là cái từ Pama Đê Ná. Cái từ ná thì chúng ta đã học nhiều rồi, nó là cái tiếp biến ngữ và nó có nghĩa là không. Cái từ Pama Đê Ná, Pama Đê Ná là cái danh từ Pama Đá. Pama đá, cái danh từ lâm tánh ở đây nó chia theo sử dụng cách,
là với sự buông lung, với sự buông lung. Tiếp theo là cái từ là sang wasê. Cái từ sang wasê này nó là cái căn was, tiếp ví ngữ đầu của nó là sang. Ở đây nó là cái động từ, tha động từ là lên, lên sóng. Tiếp động ngữ sang là cùng, hoàn toàn. Căn quát là sống hay là sự sống. Và tiếp theo là cái từ Mít Cha Đích Thí. Mít Cha Đích Thí thì chúng ta biết rồi đó. Mít Cha Đích Thí là cái tà kiến. Những cái tư kiến sai lạc mà nó không đúng với cái con đường trung đạo thì nó gọi là Mít Cha Đích Thí. Mít Cha Đích Thí. Mà chút nữa chúng ta sẽ đào sâu về cái Mít Cha Đích Thí này. Từ Mít Cha là cái chặng từ sai, sai trái. Đích thí cái căn đích đó là cái danh từ nữ tánh, nói về cái chi kiến hay là cái nhìn, cái nhìn, cái chi kiến. Cái nhìn ở đây không phải nhìn bằng con mắt mà cái nghĩa nó gọi là tâm. Và tiếp theo nữa là cái từ Siya Lô Cá Quách Thác Lô. Cái từ Lô Cá Quách Thác Lô đó thì nó là cái hợp từ Lô Cá cộng với Quách Thác Lá. Nó thuộc năm tánh, ở đây chia theo chủ cách là cái sự khuất chương về cái việc đời, sự dính mắc vào thế gian, Lô Cá. Và chúng ta biết ở thế gian nó có ba cái loại thế gian. Lô cá là danh từ năm tánh thế gian và cái từ quát thanh lá, cái căn của nó là căn quát cộng với á ná, đó là cái danh từ trung tánh, là sự khuất chương, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Và đây ngài Thích Minh Châu ngài dịch cái thể năm kệ này, thể thể thơ năm năm chữ đó là: chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Còn cái từ xí gia đó, cái nghĩa của nó là thì là, thì là, đó là cái nghĩa tiếng Việt, được trích theo nghĩa tiếng Việt nó có những cái nghĩa như vậy. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái câu kệ ngày hôm nay ạ. Kính bạch chư đại đức tăng, bài kệ số 167 này được Đức Thế Tôn thuyết khi mà ngự tại Chê Táo Án Á, đề cập đến một vị tỳ kheo trẻ. Và cái vị trưởng lão, tương truyền là có cái vị trưởng lão cùng với cái vị tỳ kheo trẻ thì thường đi đến nhà của bà Tín Nữ Visakha để mà thọ thực từ sớm. Và chúng ta là biết là bà Visakha đó thì bà hằng cúng dường cháo đến 500 vị tỳ khưu vào buổi sáng, khi mà trưởng lão cùng với vị tỳ kheo trẻ này dùng cháo xong thì ngài đi, ngài để cái vị đó ở lại, còn mình thì đi đến nhà của một cái gia chủ khác. Và bây giờ thì cái cháu nội của bà Visakha đó là cái người mà phục vụ cho chư tăng. Khi mà dâng nước lên chư tăng á thì cô cháu gái đó đang lọc nước để mà dâng đến chư tỳ kheo, cái vị tỳ kheo trẻ này. Bà thấy cái gương mặt mình trong nước nên là mỉm cười. Thì vị tỳ kheo trẻ thấy nàng mỉm cười thì ngỡ nàng ta mỉm cười với mình. Thì vị đó cũng mỉm cười đáp lại. Và thấy thế thì nàng ta mới nói rằng:
người đứt đầu hay cười, cho rằng là miệt thị mình thì vị tỳ kheo trẻ tức giận mắng ngài. Người cũng là kẻ đứt đầu, ngay đến cha mẹ ngươi cũng là kẻ đứt đầu. Cô ấy bắt đầu than khóc và đi mách với bà Visakha, và Visakha nói rằng: này con, cái việc chi mà khiến con sầu não như thế? Thưa lội, vị tỳ kheo ấy đã mắng chửi con rất nhiều. Thì làng mới thuật lại cái câu chuyện cho bà Visakha nghe, và Visakha mới đi đến bạch với cái vị tỳ kheo trẻ này: xin ngài chớ có lên giận, câu nói ấy chẳng phải là câu nói xúc phạm đến ngài đâu, vì rằng ngài là người có râu tóc đã cạo bỏ, có móng tay móng chân đứt, có y phục khác với lại y phục của thế tục, ngài là người cắt đứt đời sống tại gia rồi và sống giữa hội chúng khất thực để lui mạng. Thật vậy, này tận sự nữ, cô là người biết tôi có râu tóc cạo bỏ như vậy, nhưng cháu của cô thì không hiểu điều đó. Cô ấy đã mắng tôi và là người đứt đầu như thế thì không lên. Thì bà Visakha không thể giảng hòa giữa cháu nội mình và vị tỳ kheo trẻ đó. Và khi đó thì cái vị trưởng lão trở về thì nghe câu chuyện cãi nãy như vậy thì ngài mới hỏi rằng: này cận sự lữ, việc này là như thế nào? Thì được nghe lại mọi chuyện thì vị trưởng lão mới bảo vị tỳ kheo trẻ rằng: lạy hiền giả, ông hãy nhẫn lại đi, nữ nhân này không có mắng ông đâu, vì ông là người đã cạo bỏ râu tóc, vân vân, nên nàng gọi ông là người đứt đầu thôi. Ông nên hiểu như thế đi. Đúng vậy, bạch ngài, nhưng ngài hãy dày la cô ấy đi, sao ngài lại dày la tôi? Làng ấy nói tôi là kẻ đứt đầu như thế, có lên chăng? Và thế là câu chuyện hòa giải cũng không thành. Và kế đến thì bậc đạo sư ngự đến tư gia của bà Visakha, và ngài hỏi: này chư tỳ kheo, có cái việc gì vậy? Thì bà Visakha bà mới bạch là cái câu chuyện đó. Bạch đạo sư: quán thấy duyên lành thánh quả của vị tỳ kheo trẻ, thì ngài suy nghĩ ta nên chuẩn y cho cái vị tỳ kheo, và khiến cho tâm của vị tỳ kheo này bình tâm nào là cái việc tốt nhất. Và khi ngài suy nghĩ như vậy thì ngài phán dạy rằng: này Visakha, cháu của ngươi nói đệ tử của Như Lai là người đứt đầu như thế có xứng đáng chăng? Tuy là nói với ý nghĩa cạo bỏ râu tóc nhưng cũng chẳng lên nói như thế. Thì lúc này nghe như vậy thì vị tỳ kheo mới đứng dậy chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài thông suốt mọi việc vấn đề, còn vị trưởng lão tế độ sư của con á cùng với làng Visakha lại không thông suốt. Thì Đức Thế Tôn biết tâm của vị tỳ kheo trẻ đã dịu lại, và cái cuộc tranh chấp tranh cãi của vị đó không còn, và ngài lại thuyết pháp rằng: này chư tỳ kheo, cười hướng về dục lạc là pháp hạ liệt, hơn nữa thọ dụng pháp hạ liệt và sống với sự dễ vui là điều không nên vậy. Và ngài mới thuyết lên là hí năng thâm măng na say na se quay giá pa ma de na na sang quá se mít cha đít thim na se quay giá na si ya no cá quách thạch nô. Không lên phục dịch. Không lên phục dịch mục tiêu bằng tiện, không lên sống buông lung phóng dật, không lên ôm ấp tà kiến, không lên lân đỡ thế gian. Đó là cái câu chuyện mà ngài dịch về cái câu kệ Pháp Cú này. Và ngài cận đề là đứt đầu, đứt tóc khác nhau xa, tính nữ nhập chung để giảng hòa, sư trẻ còn hăng đâu chịu kém, thời may Phật đến mới quan gia, Phật dạy đã là bậc tỳ kheo, ngũ trần dục lạc chớ đua theo, cười vui thấp thỏi đừng mê mãi,
tà kiến nhiều khi rất hiểm nghèo. Đó là cái câu chuyện về cái bài kệ này. Và con đã đọc xong. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này Đức Phật thuyết rất là thâm sâu và Ngài nhắc nhở về những cái pháp hạ liệt. Ngài khuyên là chớ sống theo hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ thinh theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cũng như mọi khi hãy đừng quên cái nghe, cái thấy hiện giờ, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Ở đó có lý tứ thánh đế. Nếu thực sự người nào biết về nó thì chánh pháp ở ngay đây. Sau khoảnh khắc nghe thấy thì có thể con đường bát chánh đạo đang được tích lũy và đi đến sự xuyên thấu của bản chất thực tại. Còn nếu như không biết về cái thấy nghe ngửi nếm trong đời sống hàng ngày thì cũng sau khoảnh khắc đó con đường bát tà đạo chúng lại lớn mạnh và cực kỳ danh mãnh. Khi cái thấy cái nghe vừa xuất hiện thì vô minh đã ở đó rồi, tà kiến đã ở đó rồi, sân hận bực bội khó chịu sang tham tật đố đã ở đó rồi. Sau cái nghe cũng vậy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm cũng vậy. Và chúng ta không cần phải đi tìm pháp ở đâu cả, pháp đang hiện khởi ở đây. Chúng ta đã đi vào cái lối mòn của vô minh và tham ái, và cái chớn của nó đã quá thuần thục, nên khi chúng ta nghe một ai đó nói về cái chánh pháp rất mới mẻ với cái thực tại của nó thì khó có người bước trên và đi được ở nó lắm, thưa quý vị. Đừng để một cuộc đời của mình chỉ sanh ra chết đi trong vô minh mà không hiểu gì về đời sống này. Đời sống của chúng ta thực sự chỉ là những cái khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi của thấy, của nghe, của xúc chạm, của kinh nghiệm cứng mềm, nóng lạnh. Mà chúng ta cho đó là con người, đàn ông, đàn bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Nhưng về mặt thực tại thì không có cái chi là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Cái thấy của khoảnh khắc trước đã diệt đi, đã vô vi, không bao giờ sanh lại. Và cái thấy đang hiện khởi ở đây, chúng cũng chỉ là một sát la và chúng diệt đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Có rất nhiều đối tượng thị giác, mỗi một đối tượng thị giác nó in dấu vào con mắt thì nó làm khởi sanh cho một tâm nhãn thức. Và đối tượng thị giác thì nó mênh mông biển sở, không có bao giờ kinh nghiệm hết được. Và mỗi một đối tượng thị giác lại là một cái tâm thấy khác khác. Mỗi một cái đối tượng âm thanh lại là một cái nghe mới, lại là một cái tâm nghe mới. Và chúng chỉ là một khoảnh khắc đó duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng không có sanh lại.
Đó là bản chất vô thường của nó. Đừng có ai nói rằng tôi ngồi thiền 5 tiếng, 10 tiếng để hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Đừng có nghĩ như thế. Nếu như chúng ta không nghe pháp đúng về thực tại hiện giờ, khéo như ní tác ý, pháp đang sanh khởi. Pháp đang sanh khởi, không có ai làm gì để cho chúng sanh khởi cả. Vì chúng chỉ khởi bởi duyên của chúng và rồi diệt đi. Chỉ có nghe diệu pháp và dần dà cái chánh niệm tỉnh giác do duyên đó mà nó tiệm cận ngay vào thực tại để phá hủy cái vòng duyên sanh vô minh này mà thôi. Bao lâu không có quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc này bạn có hiểu được một sát la về thực tại hay không. Còn nếu cả một ngày chúng ta có chánh niệm, có đầy đủ các thiện pháp nhưng mà không hiểu được một cái đặc tính của pháp về vô thường, thì đó cũng là pháp hạ liệt chứ không phải là pháp cao thượng. Ai mà lắng nghe về cái này, trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng và sẽ thấy rõ được các pháp như chúng đang là. Lúc đó người đó sẽ phát hiện ra, à, quả thật cái thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái ngửi là khổ, cái đếm là khổ, cái xúc chạm là khổ, cái cứng mềm là khổ. Tham là khổ, sân là khổ, si là khổ, tà kiến là khổ. Chấp ngã là khổ. Năm uẩn này thực sự là khổ. Chớ theo pháp hạ liệt. Pháp nào là pháp hạ liệt? Tham là hạ liệt. Hàng ngày chúng ta mở mắt ra cho tới tối đi ngủ thì chúng ta chỉ phục vụ cho ông chủ tham mà thôi. Cái nháy mắt cũng đã là tham, cái đưa tay ra gấp thức ăn hay cầm cái này cái kia, tham nó đã có mặt rồi, vô minh đã có mặt rồi. Do vậy mà chúng ta không nghe về những cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng mềm trong đời sống hàng ngày, không có ai ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao vậy? Vì cái nghe là một thực tại cần phải được hiểu biết như chúng là. Nghe chỉ là nghe, âm thanh chỉ là âm thanh. Không có tai thì âm thanh không có sinh khởi. Có tai mà không có âm thanh thì cũng không có cái nghe sanh khởi. Cái nghe sanh khởi được chỉ bởi duyên, do có nhĩ căn và âm thanh. Và do duyên đó, không có nghiệp quá khứ thì cái nghe cũng không thể sanh khởi. Do vậy từ đây chúng ta đã biết quả luân ở đâu và nghiệp luân ở đâu. Và sau cái nghe này không như ý tác ý thì tham, vô minh, tà kiến bắt đầu lại tiếp tục tạo nghiệp cho những cái nghe mới trong tương lai và cũng chỉ để nghe. Như vậy không có con người nào ở trong cái nghe, không có cái tôi nào nghe, mà cái nghe đó chỉ bởi cái âm thanh đó in dấu vào lỗ tai lên, cái nghe đó sanh khởi và cái âm thanh đó diệt đi, cái nghe cũng diệt đi. Và lại một âm thanh khác sanh khởi và cái nghe khác sanh khởi, không phải là cái nghe cũ. Cái nghe cũ đã vô vi, nó chỉ sanh khởi một lần trong vòng sanh tử luân hồi bởi đúng cái duyên của nó. Do vậy ở đây chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không còn dính mắc vào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, cái đụng, và chúng ta thấy đúng pháp như nó là. Và cái nghe chắc chắn nó sẽ là khổ đế. Cái nghe thì không có biết buồn, biết vui, biết giận, biết hờn, biết tham, biết sân, biết si. Cái nghe nó chỉ là quả của nghiệp và sanh một sắc la nghe và chúng diệt đi mà thôi.
Nếu mà chúng ta không có biết về những cái pháp này thì tất cả những cái gì trong đời sống hàng ngày, thiện và bất thiện, nó cũng thuộc về pháp hạ liệt, nó thuộc về pháp hạ liệt. Dầu nó là thiện, nó cũng chỉ là trầm luân sanh tử. Còn khi nào chúng ta biết được lý tứ thánh đế giáo pháp của Đức Phật, đi dựa trên con đường chánh đạo, thì đó là cái pháp cao thượng. Tứ niệm xứ nó vô cùng khó, mà cái con đường vào của nó là cực khó. Cái con đường vào của nó phải các bạn phải có chi kiến đi đầu để thấy rõ được các căn môn này một cách minh bạch, thì bắt đầu tứ niệm xứ sanh khởi. Còn tứ niệm xứ nó đã sanh khởi rồi thì đạo quả chắc chắn nó phải tới thôi. Như vậy cái đường vào tứ niệm xứ nó rất là khó, và chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, cái quả nó rụng xuống, thì từ đây chúng ta mới biết được quả nghiệp và phiền não luân của nó. Thì với chánh trí tuệ, chúng ta trực nhận ra các pháp, tách biệt từng pháp một, thấy rõ như chúng là, không cho chúng có cái cơ hội để những cái tà kiến, si mê, tham ái len lỏi vào những cái thực tại này, thì sẽ phá vỡ được cái vô minh. Và không có con đường nào khác là nghe đúng diệu pháp từ bậc hiền trí và khéo như lý tác ý về pháp đang hiện khởi trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta bỏ qua thực tại thì không có cái gì để mà phát triển được trí tuệ cả. Và thực tại thì đang có mặt ở đây. Vô minh nó không có ở đâu xa cả. Sau khoảnh khắc thấy nghe này thì nó tràn ngập vô minh rồi. Các bạn không cần phải tìm vô minh ở đâu hết. Sau cái thấy cái nghe này, chúng ta không thấy, không biết, không hiểu chánh niệm tỉnh giác thì đó là vô minh. Không hiểu cái pháp nó đang diễn ra tức là vô minh, chứ không phải là vô minh là một cái gì. Vô minh cũng là một thực tại do duyên sanh, do không như lý tác ý mà vô minh nó hiện khởi. Đó là pháp hạ liệt, nên Đức Phật dạy là chớ theo pháp hạ liệt. Vậy pháp hạ liệt là gì? Là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm, là nói dối, là uống rượu, là phỉ báng, là mạ lị, là ganh tị, tật đố, sang tham, bỏng sẻn, tà kiến, phóng dật, dễ vui. Pháp hạ liệt, và nói rộng hơn là những kể cả những cái pháp thiện mà dắt đi sanh tử luân hồi cũng đều mang cái tính chất hạ liệt cả, vì nó cũng luẩn quẩn ở trong tam giới sanh tử. Như vậy là những cái người bố thí, trì giới hay là tu tiến chỉ mong mỏi để đạt được những cái kiếp sống hạnh phúc thì đều là những cái pháp hạ liệt hết. Cái câu kệ này chúng ta phải hiểu nó rất rộng như vậy, bởi vì đây là Đức Phật giảng thuyết, thì chúng ta cần phải hiểu biết pháp hạ liệt là như thế nào. Như vậy chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ sống mặt buông lung, tức là chớ có buông lung phóng dật. Chớ tin theo tà kiến. Tà kiến là một pháp ngủ ngầm. Mà nó có mặt suốt cả ngày trong đời sống hàng ngày. Và ta để ý xem hàng ngày có mấy khi có cái khoảnh khắc của chánh kiến? Rất ít, thưa quý vị, rất ít. Chánh kiến thì nó cũng là pháp, và nó sanh khởi và hoại diệt. Tà kiến là gì? Tà kiến là sự hiểu sai. Chấp lầm, chấp lầm
Nếu không có cái thấy này thì có tà kiến được không? Không. Không có cái nghe thì có tà kiến được không? Không. Không có cái ngửi thì không có tà kiến, không có nếm thì không có tà kiến, không có xúc chạm thì không có tà kiến, không có suy nghĩ mông lung. Thì không có tà kiến. Vậy chúng ta tà kiến về cái gì? Tà kiến về cái thấy này là tôi thấy. Tôi thấy cái người đó. Nhưng mà trong cái thấy thì chỉ có cái thấy thôi. Cái thấy không phải là con người, không phải là ai đó. Và cái đối tượng được thấy cũng không phải là con người, không phải là ai đó. Mà tâm của chúng ta thì suốt cả ngày chúng ta chỉ nghĩ về người này, người kia, mà chúng ta quên mất cái thực tại đó thực sự không phải là ai cả. Đối tượng thị giác thì nó không biết nói, không biết cười, không biết buồn, không biết vui, không biết giận, không biết hờn. Nó không biết chi cả. Thì nó không phải là tà kiến. Và nó chỉ là một duyên để in dấu vào con mắt, để cho cái thấy sanh khởi. Do chúng ta không hiểu về cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày, mà tà kiến nó sanh khởi vậy thôi. Và tà kiến nó đang có ở đây. Và dầu chúng ta có nghe pháp từ sáng tới chiều, giáo pháp Đức Phật, thì vô minh, tà kiến, phóng dật nó vẫn nhiều hơn. Bởi vì cái sự tích lũy của đó đã từ trong quá khứ vô lượng rồi. Rất là khó mà thấy được chúng, thấy rõ được chúng và diệt trừ được chúng, quá khó. Và hàng ngày thì đa phần chúng ta chạy theo những cái pháp hạ liệt. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng tôi không tiếp xúc với ai cả là tôi có chánh kiến, là tôi không có bất thiện. Đừng có nghĩ như vậy. Bất thiện luôn luôn sanh khởi. Bởi vì chúng có rất nhiều duyên cho chúng sanh khởi. Khi nào chúng ta thấy rõ được cái thấy thực sự là một pháp, đối tượng thị giác thực sự là một pháp, và cái thấy này chính là một quả của nghiệp, một sắc la quả của nghiệp trong quá khứ, và cái thấy này không có vui, không có buồn, không có hỷ, còn sau khi cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy rồi chúng ta vui cười hay là chúng ta sầu muộn, thì cái khoảnh khắc đó lại là một cái động lực tham hoặc là sân. Chính vì vậy lúc này chúng ta sẽ thấy được là gì? Là xúc duyên cho thọ. Ba cái pháp này là đối tượng thị giác, nhãn thức và nhãn căn gặp gỡ lên xúc này sanh khởi. Do xúc này mà thọ hỷ hay thọ u hay là thọ xả sanh khởi.
Thì lúc này chúng ta sẽ biết được xúc duyên thọ là như thế nào. Thì ở đây bắt đầu chúng ta lại thấy một cái tiến trình duyên sanh rất là rõ, phải không? Như vậy là cái vui, cái buồn không phải cái thấy, mà nó phải là sau khoảnh khắc thấy. Như vậy, khi mà chúng ta hiểu biết, lúc đó có tham sanh khởi, thì chúng ta biết là cái tham này nó liên hệ với cái đối tượng thị giác, hay là liên hệ với cái đối tượng âm thanh, hay là liên hệ đối tượng mùi, hay là vị, hay là xúc chạm. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy được thọ duyên cho ái. Và tham này nó bám chấp vào đối tượng thị giác bao nhiêu, thì lúc này chúng ta mới thấy được ái duyên cho thủ. Và khi nó bám chấp thì đó tạo nghiệp hữu, thì lúc này chúng ta sẽ biết được thủ duyên cho hữu. Và hữu thì chúng ta sẽ biết được nó sẽ xuất hiện duyên sanh, tức là sanh ra. Có sanh thì lại già đau bệnh chết, mà nó sanh ra cái gì? Nó lại sanh ra bổn và sáu căn tiếp tục, chứ không có sanh ra thêm cái gì được nữa. Như vậy nè, vòng trầm luân cú đáp cú năng này chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm với những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị suốt cả ngày, suốt cả năm này tháng nọ, kiếp này qua kiếp kia, tùy theo hạ liệt hay là thiện bất thiện, chứ không còn thêm cái gì nữa cả. Do vậy nó là khổ, và nguyên nhân của nó chính là vô minh và tham ái, chính là những cái pháp hạ liệt. Và kể đến tột cùng thì pháp hữu vi, giàu là trí tuệ, cực đỉnh như thế nào? Giàu là trí tuệ giác ngộ, xong rồi thì nó vẫn là pháp hạ liệt, bởi vì đó là pháp hữu vi. Chỉ có niết bàn mới là pháp không có sự hạ liệt mà thôi. Không có sự hạ liệt mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy khổ thánh đế nó xuất hiện suốt cả ngày, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu mùi vị âm thanh dưỡng chất nó đang có mặt ở đây. Cái vi diệu pháp đó, nó không phải là cái chữ, cái nghĩa tầm thường, mà nó ở ngay khoảnh khắc này, mà ít có người nói được về nó và đến được với nó. Chứ thực tế vi diệu pháp đó, nó không phải ở cuốn sách đâu. À, tất cả trong cử chỉ hành động của mình trong đời sống hàng ngày, sáu căn này là toàn là vi diệu pháp không, nó là pháp thực mà. Nó là pháp thực á. Như vậy cái pháp hạ liệt này nó sanh ngay sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái chạm. Pháp hạ liệt là gì? Là vô minh không thấy được thực pháp, do vậy mà làm duyên cho các hành động sai trái tà kiến, bám chấp không có sự xả ly. Pháp hạ liệt là vô minh, là tham ái, sân, tà kiến, ngã mạn, phóng dật, si mê. Đó là cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi khổ đau. Và những cái pháp thiện, nếu mà cái câu kệ này chúng ta hiểu rộng thêm, thì các cái pháp thiện nó cũng làm duyên cho vô minh, làm duyên cho tham ái bám chấp vào những cái việc phước, việc thiện mình làm, mong đời sau sanh ra đẹp như thế này, như thế kia,
thì đó cũng là những cái pháp hạ liệt, mặc dầu đó là thiện. Vậy thì Đức Phật nói chớ theo pháp hạ liệt, chớ phóng dật buông lung, mà hãy sống tỉnh thức. Và chúng ta biết nè, đa phần chúng sanh đi đọa xứ vô lượng vô biên và sanh về những cái cõi người, kiếp người mà lành nặng, có mẹ có cha nuôi lớn để ăn học là cực kỳ ít và cực kỳ hy hữu. Hy hữu hơn nữa là chúng ta được sanh ra với những cái phước cực kỳ dày để nghe diệu pháp của Đấng Thế Tôn là cực kỳ hy hữu. Do vậy Ngài khuyên cái người nào đến với giáo pháp mà tốt đẹp được rồi của Ngài rồi đó thì chớ có theo cái pháp hạ liệt nữa, chớ sống mặc buông lung, chớ có tin theo tà kiến bói toán, rồi là tin theo có thần linh thượng đế. Và có tin theo những cái lời mà nó không thực. Chớ tăng trưởng tục trần, tức là chớ làm cho những cái tâm mà nó làm cho tham ái tăng trưởng, bám chấp vào những cái đối tượng ngũ dục này. Vì chính vì chúng ta tham chấp những cái dục lạc ngũ trần mà trầm luân sanh tử đã vô cùng vô tận rồi. Vô cùng vô tận rồi. Như vậy pháp nào là pháp không có hạ liệt? Đó là con đường tứ thánh đế. Hãy đi trên cái con đường chánh đạo tứ thánh đế, đi trên cái con đường tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo và hướng tới niết bàn. Mà muốn đi được trên cái con đường này á, thì chúng phải trang bị cho mình giới hạnh phải được trong sạch, phải trang bị cái sự nghe pháp cho thuần thục, phải trang bị cho mình một cái loại nội tâm cực kỳ kham nhẫn, và phải trang bị cho mình cái lòng từ bi vô lượng, phải trang bị cho mình cái sự vị tha và trang bị cho mình cái sự xả ly. Người nào học giáo pháp của Đức Phật mà không đưa đến cái sự xả ly thực sự thì người đó đã đi sai đường và đi vào tà đạo rồi. Người mà không có xả ly á, thì không có cách nào để hiểu giáo pháp Đức Phật cả. Vì sao vậy? Vì chỉ có trí tuệ nó mới xả ly được các pháp. Trí tuệ nó mới nhìn ra các cái pháp hữu vi này là vô thường, là khổ, là vô ngã, đáng nhàm chán. Cuộc sống này có cái gì đâu. Hàng ngày chỉ có mấy cái âm thanh cứ in dấu vào tai. Rồi sau đó rồi nó tiếp thu, rồi quan sát, rồi đoán định, rồi lại thiện hay bất thiện, rồi chạy những cái câu suy nghĩ, những cái câu chuyện dài về cái được nghe, rồi suy nghĩ những cái câu chuyện dài về những cái được ngửi, suy nghĩ về những cái câu chuyện dài về những cái được nếm, suy nghĩ những cái câu chuyện dài về những cái được thấy, suy nghĩ những câu chuyện dài về những cái được chạm, và suy nghĩ những cái câu chuyện dài về tôi ta, về người này người kia,
Nhưng về bản chất của pháp thì nó đã diệt đi rất rất lâu rồi, rất lâu rồi. Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật thật khó có người mà đi trên được cái con đường chánh đạo, đa phần là rớt hết, thậm chí là rớt ngay từ vòng gửi xe. Dầu là người đó có ở chùa mấy chục năm hay là có theo giáo pháp của Đức Phật mấy chục năm thì nó cũng rớt từ ngay cái vòng gửi xe. Chỉ cần một chút dục lạc, vài lời tán tụng là đã đủ giết chết rồi. Chúng ta thấy phiền não cực kỳ là ghê gớm. Do đâu vậy? Do chúng ta thực sự không hiểu đúng pháp thôi. Còn nếu mà hiểu đúng á, thì bắt đầu pháp nó phải vận hành theo bản chất của nó mới được. Còn chúng ta vẽ ra thì không bao giờ mà nó diệt trừ được phiền não cả, mà phải hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Như vậy giáo pháp của Đức Phật Ngài thuyết ra để chúng ta nghiền ngẫm suy tư để hiểu, chứ không phải để sáng tạo ra phương pháp. Đó là sai, sai lắm luôn. Không phải để chúng ta sáng tạo ra những cái trường thiền để tu tập một cái phương pháp nào đó. Như vậy là chúng ta đang phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Có rất ít ngài mở ra để dạy đúng về cái pháp thực tại hiện giờ với đúng cái phương châm lời Đức Phật dạy. Cái thấy nó đang có mặt, nó không cần ai biết nó hết á. Và cái chánh niệm á thì nó không phải là suy nghĩ. Chánh niệm thì nó không phải tưởng, tư, xúc, tầm. Chánh niệm chỉ là chánh niệm thôi. Chánh niệm nó cũng không diệt trừ vô minh. Chánh niệm nó không có suy nghĩ. Chánh niệm nó là một loại tâm thiện. Nó ghi nhớ, nó luôn luôn biết về thiện, nhưng mà nó không có diệt trừ được cái gì cả. Do vậy chánh niệm là khác mà trí tuệ là khác, và chỉ có trí tuệ thì nó mới hiểu được chánh niệm là như thế nào. Như vậy trí tuệ nó phải đi đầu để mà nó vẹt cái màn vô minh ý niệm về ngã ra, và nó thấy từng cái thực tại trong thấy, trong nghe, trong ngửi, trong đếm, trong xúc chạm này, cái duyên sanh của nó này, thì bắt đầu chánh niệm nó sanh khởi. Và khi thấy như vậy lúc đầu á, thì trí tuệ nó nằm ở đầu, và bắt đầu phần thứ hai là bắt đầu chánh niệm này nó lại tiếp tục bồi bổ cho trí tuệ. Và khi trí tuệ nó lớn mạnh thành một cái tuệ giác rồi thì lúc này chánh niệm nó lại là một thứ yếu, nó ở một cái nền tảng để cho trí tuệ hoạt động mà thôi. Cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm hàng ngày đó, nó là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ thật. Tứ niệm xứ đó mà đến được như chân như thật thì giác ngộ niết bàn. Hàng ngày cái cứng cái mềm nó xuất hiện suốt cả ngày, ai cũng biết nó là cứng mềm. Con chó, con mèo, con lít, bà già cũng biết cứng mềm. Nhưng mà người trí biết cứng mềm là khác. Người trí biết cứng mềm này là một pháp, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là ai đó. Và người đó biết được rằng là cái xúc chạm này nó chỉ có xúc chạm cứng mềm. Từ vô lượng kiếp cho tới khi giác ngộ vô dư niết bàn thì nó cũng không thay đổi cái căn của nó được. Cứng mềm nó không thể được nhận bởi con mắt, cứng mềm nó không thể được biết
bởi nhĩ thức, cứng mềm nó không được biết bởi tỷ thức, cứng mềm nó không được biết bởi ý thức, mà cứng mềm nó chỉ được biết bởi thân thức mà thôi. Khi nào chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới thấy ồ, chỉ có các pháp, không có ai cả. Và các pháp nó có một cái trật tự riêng của nó. Chính vì chúng ta hiểu được cái trật tự riêng này và cái con đường tứ niệm xứ, dần dần chánh niệm tỉnh giác nó khoan sâu vào, nó sẽ thấy được cái ông chủ vô minh nằm ở dưới đã sai khiến các cái hành động bất thiện qua thân, qua khẩu, qua ý này, và thấy rõ được cái pháp hạ liệt này thật sự là nguy hiểm. Nên lúc này chúng ta mới sống không theo pháp hạ liệt được. Còn nếu chúng ta không hiểu giáo pháp của Đức Phật thì hàng ngày mặc dầu chúng ta nói chánh pháp Đức Phật thiệt, nhưng mà chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi. Còn rời ra thì pháp hạ liệt là ông chủ chi phối đời sống của chúng ta, và không phải chi phối đời sống của chúng ta mà chi phối tất cả những cái môi trường mà chúng ta đến. Và cái pháp hạ liệt, Đức Phật khuyên chớ sống theo pháp hạ liệt, bởi vì pháp hạ liệt là cái pháp tâm tối si mê đưa đến những cái đau khổ trầm luân, đưa đến những cái sự tái sanh bất hạnh vô định. Và chúng ta thấy chúng ta không thể làm cái gì để diệt trừ phiền não được cả. Ngoài bồi bổ trí tuệ ra thì không có cái cách nào để mà diệt trừ được phiền não. Kể cả chúng ta có đắc thiền định đến phi phi tưởng xứ chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Và không có trí tuệ về lý tứ thánh đế, về các cái pháp mà nó sanh trong đời sống hàng ngày, thì không có cách nào để mà giác ngộ được cả. Không phải là chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thuyết pháp ngày này qua tháng kia là chúng ta nghĩ rằng ôi tôi ngon lắm, tôi biết hết. Đó là vô minh nó nói, chứ không phải là trí tuệ nói đâu, thưa quý vị. Không phải, trí tuệ là khác, khác dữ lắm. Mà chỉ có trí tuệ nó phát triển con đường trí tuệ, chứ không có một ai phát triển được trí tuệ cả. Mà chúng ta cũng không thể trông chờ vào ai để mà giác ngộ cho chúng ta được cả. Ngoài chỉ có lắng nghe diệu pháp của Đức Phật và khéo như lý tác ý về khoảnh khắc này mà thôi. Khoảnh khắc này là gì? Chính là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Chính là quả. Và sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này là gì? Là tham, là sân, là si, ganh, tị, tật, đố, đầy ở đây nè. Để chúng ta thấy được à, mấy lâu nay chấp cái pháp này là của tôi, của ta, có người này người kia lên là mình mới sân hận, nóng giận, bực bội, khó chịu. Rồi từ đó nó phát triển ở thân hành, khẩu hành bất thiện đấy nè, rất là rõ phải không? Nó thiết thực hiện tại mà, đâu có gì, pháp nó vẫn hiển lộ như ngày nào vậy thôi. Nhưng mà có ai nhắc về nó không mới là điều quan trọng, có ai biết về nó không mới là điều quan trọng, có ai thuyết chánh pháp để nói về nó không, để cho tỉnh thức cái tâm của mình, nên khi mà tâm của mình được nghe về nó thì sẽ có cái hiểu về nó, còn không được nghe, không được nhắc nhở về nó thì sẽ không có cái hiểu về nó và không có cái hiểu về pháp của Đức Phật. Vậy thì chúng ta thuyết pháp là thuyết cái gì, và chúng ta tu tập là tu tập cái gì?
Không, giới nó ở sau cái thấy cái nghe, chứ giới nó không có ở đâu hết. Sau cái thấy cái nghe nó là bất thiện, là tham, thì dầu bạn có nói ngọt ngon cỡ nào hay chăng nữa, nó cũng là cái giới bất thiện, chứ không phải là có giới thanh tịnh được. Không có chuyện đó. Cái tâm của bạn là bất thiện, mà bạn ứng xử cái lời nói của bạn có như thế nào đi chăng nữa, thì cái đó nó cũng là tà pháp, không phải là ác giới, chứ không phải là thiện giới. Đó là pháp hạ liệt rồi, phải không ạ? Đó là pháp hạ liệt. Chúng ta tu mà hàng ngày chúng ta chỉ ganh tị tật đố, phe phái phái hay là này kia, thì đó là cái gì? Đó là pháp hạ liệt. Và pháp hạ liệt cái không phải là ai tạo ra nó, mà cái duyên nó tạo ra nó. Cái duyên nó tạo ra nó. Những người hạ liệt thì chỉ có sống với những người hạ liệt mà thôi. Tâm của chúng ta nó càng tốt đẹp bao nhiêu thì chúng ta lại càng đến với cái thế giới của những con người thanh tịnh bấy nhiêu. Vậy thì Đức Phật dạy chớ sống theo pháp hạ liệt, thì chúng ta phải sống với cái gì? Sống với giáo pháp, sống với lời dạy của Đức Phật. Phải thấy rõ được hạ liệt là gì. Và thực tế thế giới này không có cái gì cả, thưa quý vị. Chỉ là cái bộ xương trần trụi, trong đó thọ tưởng hành thức nó hoạt động, nó u mê, nó chấp thủ. Không có cái gì là tôi, là ta, là tự ngã cả. Nó chỉ là các quẩn xứ giới đế sanh diệt thôi. Thấy là quẩn, nghe là quẩn, ngửi là quẩn, nếm là quẩn, xúc chạm là quẩn. Thấy là giới, nghe là giới, ngửi là giới, nếm là giới. Ngày nào bắt đầu chúng ta thường có những cái chánh niệm hướng về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, phát hiện được những cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, xúc chạm này, thì chúng ta sẽ bắt đầu lần ra được cái manh mối của luân hồi, và chúng ta thấy cái ông chủ vô minh nó nằm đằng sau này, nằm đằng sau này, nó ẩn ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, pháp hạ liệt này. Và khi nào chúng ta thấy thì con đường bát chánh đạo sẽ hiện khởi. Còn không thấy cái ông chủ vô minh này thì không có cách nào để ra khỏi sanh tử luân hồi hết. Tà kiến do chúng ta không hiểu về cái thấy cái nghe ngửi thôi, chứ về chúng ta hiểu được rồi thì tà kiến nó không có lơi lương được, không có lơi lương được. Quý vị nghĩ rằng quý vị làm việc để có đời sau cho mình chứ gì, đó là một tà kiến. Nghiệp nó không theo quy luật của các bạn. Nghiệp là một pháp, là thật. Nó phải đủ duyên cho nó cho quả. Nghiệp nó đưa đi tái sanh, chứ không phải là tôi tái sanh trong kiếp sau. Không có chuyện đó. Chính vì vậy nó mới là khổ. Không có ai có thể làm gì được với các pháp cả. Mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta là phát triển cái sự hiểu biết về pháp mà thôi. Khi nào mà chúng ta hiểu được cái tam tướng vô thường của pháp sanh diệt, thì chính cái tâm trí tuệ này nó nhàm chán, nó ly tham, nó thuận hướng về niết bàn, chứ không có ai thuận hướng về niết bàn cả.
Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc chạm ở trong đời sống hàng ngày có khó hiểu không? Tầng thiền phi phi tưởng xứ cũng không có hiểu được nó. Ngoại trừ cái lời dạy của Đức Phật về con đường tứ niệm xứ bát chánh đạo chánh kiến phải đi hàng đầu. Và không có cái phương pháp nào cho nó cả, ngoại trừ nghe và bắt đầu chánh niệm lớn gần với nó mà thôi, song hành cùng với các pháp để cho trí tuệ thấy ra các pháp như chúng đang là. Ví dụ thấy là cái thấy là khác hoàn toàn cái được thấy. Cái được thấy thì nó không biết chi cả, nó không phải đàn bà đàn ông cha mẹ vợ chồng con cái anh em tôi ta, mà cái thấy cũng chỉ do duyên cái đối tượng nó in dấu vào cái nhãn căn mà cái thấy này nó thấy cái đối tượng thị giác đó mà thôi, trong một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi nó diệt đi. Và rồi nó diệt đi, sau cái thấy thì cái tâm tiếp thâu, tâm quan sát, đoán định. Và sau cái thấy ba cái pháp này thì xúc nó xúc như thế nào? Thì nó duyên cho thọ. Một là thọ hỷ, hai là thọ lạc, hai là thọ xả, ba là thọ ưu. Thì lúc này chúng ta thấy được rằng à xúc này nó duyên cho thọ này, thì lúc này chúng ta mới biết được là xúc là như thế nào, duyên cho thọ là như thế nào. Như vậy là nhãn thọ là khác, nhĩ thọ là khác, tỷ thọ là khác, thiệt thọ là khác. Thì lúc này chúng ta thấy ra được các pháp và chúng ta thấy là cái khoảnh khắc cười, tức là chúng ta thấy cái đối tượng thị giác đó. Ví dụ như giờ chúng ta thấy ai múa ai đẹp, hay là ai nói những cái lời hài hước chúng ta cười, thì cái cười này nó có liên quan với cái đối tượng thấy đó, hay là liên quan đối với cái đối tượng nghe đó. Nhưng mà cái cười này không phải là khoảnh khắc nghe, không phải là khoảnh khắc thấy, mà là khoảnh khắc của tham rồi, của động lực rồi. Lúc này chúng ta sẽ thấy ở đây phiền não à. Và cái hỷ là hỷ này là do cái xúc này duyên cho thọ này. Và lúc này chúng ta sẽ thấy cái thọ này ẩn ở đằng sau đó là tâm tham. Và hành động như thế nào với tham thì ở đằng sau đó là cái tâm si này nó có mặt. Nó ông chủ nó nằm ở dưới á. Thì lúc này chúng ta quán xét sâu hơn nữa, dần dần tâm si sẽ được lộ diện. Và khi được soi sáng dần dần như vậy thì pháp như thực bắt đầu hiển lộ, con đường đi tham nó sẽ hiển lộ, con đường mà không có sống theo pháp hạ liệt nó sẽ hiển lộ. Và chỉ có như vậy chúng ta mới không sống với pháp hạ liệt được thôi, chỉ có như vậy chúng ta mới không có buông lung phóng dật thôi, chỉ có như vậy chúng ta mới thoát khỏi tà kiến được thôi. Và chỉ có như vậy chúng ta mới không làm tăng trưởng tục trần được thôi. Như vậy người nào tu tập mà không có ly tham thì người đó không phải là cái người học hiểu giáo pháp của Đức Phật một cách đúng đắn được. Mà muốn ly tham được thì chúng ta phải thấy được pháp rõ, lời Đức Phật dạy thì mới ly tham. Lúc đó chúng ta sẽ không thấy các cái sắc thinh khí vị xúc là đẹp, là xấu nữa, mà chúng ta chỉ thấy nó là nó vậy thôi. Vì nó vô tri mà. Còn cái đặc định cho nó, cái đặc định cho nó tốt đẹp này kia chỉ do si ám, chỉ do tưởng thôi. Chứ bản chất của nó là như vậy, là như vậy. Ví dụ như là cái mùi, cái mùi nó xuất hiện thì cái mùi nó chỉ là mùi ở đó thôi.
cái vị thì nó chỉ là vị ở đó thôi. Cái vị nó không biểu, nó không cho đó là ngon quá, ngọt quá hay mặn quá. Còn ngon ngọt này kia đó là một cái tâm khác, một cái pháp khác. Là ông chủ tham đã có ở đó rồi đó. Như vậy chúng ta thấy không phải đi đâu cả. Nếu cái người nào còn đi đâu còn tìm ai, là vì thầy dạy cho mình một cái phương pháp nào đó để chúng ta thực hành theo một cách miên mật, để mong ước chứng đạt cái này cái kia, đó là tham. Mà chúng ta phải nghe giáo pháp, là phải hiểu pháp nó đang có mặt ở đây. Bạn không hiểu ở đây thì bạn đi đâu để hiểu? Không có cách nào để hiểu hết. Vì thực tại nó luôn luôn hiện tiền ở đây rồi. Còn cái gì nó đã diệt đi rồi thì làm sao mà chánh niệm được? Mà cái chưa sanh ra thì làm sao mà chánh niệm? Khi đang có tham thì chỉ biết đó là có tham, đó là chánh niệm. Chứ nó đâu một phật một pháp, nó là một cái đối tượng cho một pháp khác, chứ đâu có phải là hai pháp làm đối tượng cho một pháp, hay là ba pháp làm đối tượng cho một pháp. Không, đối tượng thị giác chỉ là một pháp làm riêng cho đối tượng thị giác, cho tâm thấy sanh khởi. Cũng vậy các pháp khác cũng vậy. Và khi nào chúng ta nhận diện ra thấy là một pháp, nghe một pháp, ngửi một pháp, thọ pháp, thọ là một pháp, tưởng là một pháp, hành là một pháp, dần dần chúng ta thấy rõ như ban ngày về các pháp, thì đó chính là tứ niệm xứ thôi. Và dần dần thì chúng ta thấy rõ được, à chỉ là danh và sắc, bắt đầu tuệ danh và sắc sanh khởi. Và tuệ danh và sắc sanh khởi thì bắt đầu sẽ thấy được nhân duyên tạo ra chúng sanh khởi. Và khi nhân duyên tạo cho chúng sanh khởi thì sẽ thấy được cái duyên này, cái pháp này sanh diệt đi, thì mới làm duyên cho cái pháp kia hiện khởi được. Thì lúc này mới thấy được cái tướng vô thường, là cái này phải diệt đi, cái kia sanh khởi, cái kia diệt đi, cái pháp khác sanh khởi. Là bắt đầu dần nhận diện ra được tam tướng. Và khi nhận diện ra được tam tướng thì bắt đầu cái tính sanh diệt liên tục của các pháp này sanh khởi, và tuệ quán bắt đầu từ đây. Đó gọi là cái tuệ sanh diệt đó, thì mới gọi là từ đây mà cái tứ niệm xứ nó sanh khởi. Như vậy thì Đức Phật khuyên là chớ sống theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng đục tục trần. Vậy thì chúng ta hãy sống với sự tinh cần lắng nghe diệu pháp, suy xét về các thực tại trong đời sống hàng ngày, như là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, để phát hiện ra chúng là vô ngã, mà không có phải là con người này, con người kia, mà chỉ là danh sắc, là quẩn, là xứ, là giới, là đế. Thấy rõ được như vậy. Và chúng ta thấy cái pháp hữu vi này là cái sự nguy hiểm, và cái nguyên nhân của đó chính là vô minh và tham ái. Nên là bây giờ chúng ta rời bỏ cái vô minh, thì phải sống với cái chánh niệm, phải nghe cái diệu pháp, thì chúng ta mới hủy diệt cái trí tuệ này, nó lớn mạnh, nó mới hủy diệt được vô minh. Thế còn chúng ta cứ sống buông lung phóng dật thì không có cách nào để mà diệt bỏ được tà kiến, diệt bỏ được vô minh, diệt bỏ được cái sự hạ liệt. Và thời gian nó không cho phép nữa, nên là phước báo phát sanh lên trong bài pháp ngày hôm nay, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càn thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và kính dâng phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm giác ngộ được niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên thành tựu trí tuệ và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này, và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này, do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay. Con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh. Rồi, thượng tọa Minh Hạnh đã rời room. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư.